Vợ chồng thai phụ cùng con gái 4 tuổi bị nhà xe bỏ rơi dọc đường. Trên đường về quê sinh nở, thai phụ Phạm Ngọc Bích có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu và bị nhà xe yêu cầu xuống xe. Ngày 27 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa hỗ trợ 2 triệu đồng và vé xe cho gia đình anh Lê Kim Khải, 38 tuổi, quê thành phố Cần Thơ. Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 26 tháng 5, Công an thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin anh Lê Kim Khải cùng vợ là Phạm Ngọc Bích, 28 tuổi, đang mang thai gần 9 tháng và con gái 4 tuổi bị nhà xe bỏ rơi dọc đường. Theo chia sẻ của anh Khải, thời gian qua, vợ chồng anh dắt theo con gái 4 tuổi rời quê để ra thành phố Đà Nẵng sinh sống, làm ăn. Khi chị Bích sắp đến ngày sinh nở, gia đình quyết định đón xe khách từ Đà Nẵng để về lại Cần Thơ. Khi đến khu vực ngã ba chợ Tre thuộc xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, thấy chị Bích có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu nên nhà xe yêu cầu cả gia đình xuống xe vì lo ngại chị Bích chuyển dạ. Không còn cách nào khác, gia đình anh Khải buộc phải xuống xe theo yêu cầu của nhà xe. Khi vợ chồng anh cùng con gái quốc bộ dọc quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Sông Vệ, thì được người dân nắm bắt hoàn cảnh và trình báo cơ quan chức năng. Sau khi ổn định sức khỏe, chị Bích cùng chồng và con gái đã được lực lượng công an hỗ trợ mua vé lên xe khách để tiếp tục hành trình về quê sinh nở.